Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? А Как как спа... полос? Нет, как спалось? Hỏi mà cứ lạ cái là không biết luôn đúng không? Да. À, người ta hỏi là как спалось? Đấy. À, các spa lột à, ngủ thế nào phải không thầy? À, các đúng rồi. Spalos. Người ta dùng ở cái dạng vô nhân xưng. Ra các spa lột. Các spalos là ngủ thế nào? Đã, хорошо đấy. Хорошо, да. Хорошо đấy. Хорошо. Hoặc là я хорошо. Хорошо. Выспался. Я ngủ tốt đúng không? Выспался là đã ngủ. Ngủ rất rất tốt đúng không? Thế còn khi người ta nói là tôi không ngủ được thì sẽ nói là мне спится. Не спится. Мне не спится. Khi mà đêm ngủ trong trong thì gọi hỏi sao anh không ngủ đi thì em có thể trả lời мне не спится là tôi chẳng ngủ được, không ngủ được. Thì em thấy cái động từ spać, chúng ta biết cái động từ spać đúng không? Spać. Động từ spać có nghĩa là gì? Là ngủ đúng không? Thông thường người ta chia là gì? Yes, blue đúng không? Blue. Yes là blue. Blue là tôi đang ngủ đúng không? Yes, blue. This speech. Đó. Vân 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 thì người ta chia đến đây người ta chỉ chia hai ngôi thôi. Yes, blue this speech. Bởi vì sao từ ngôi thứ ba là on speed. Mới speech chuyển đấy. Và cuối cùng cái ngôi ani spare. Anh Ani đi spare. Ani yeah. spare. Đấy. Thế nhưng mà nó có cái động từ speed, spat. Động từ này là spat xa. Đó, nó có đuôi xe. Thì nó là thông thường người ta sử dụng ở cái dạng là ngô nhân vô công vô nhân xưng. Мне не спится. Не спится. Đấy. Мне не спится là tôi không ngủ được. Đó. Thì nó chỉ cái gì cái đây là cái ngôi là chia ngôi ôn đúng không? Ngôi ôn. Nhưng mà không có chủ thể người ta gọi là câu vô nhân xưng. Thế còn đại từ ở đây lúc đó chúng ta phải sử dụng ở cách ba. Đó là tôi bị mất ngủ hay tôi không ngủ được. Đó, mình như spitzer. Mình như spitzer. Cho nên là buổi sáng người ta hay hỏi nó cắt spalos. Ngủ nghe thế nào? Tốt, đó, ngủ nghe thế nào? Chúng ta hay nói cái câu đó ngủ nghe thế nào? Cắt spalos. Tôi ngủ rất tốt. Mình như я спал хорошо. Đấy, я спал хорошо. Thế là có thể nói đơn giản là я спал хорошо. Хорошо, đó là câu chủ động đúng không? Câu chủ động yes, vâng, хорошо là tôi ngủ rất tốt hoặc là yeah, хорошо, выспался. Хорошо, выспался. Tôi ngủ rất tốt đúng không? Хорошо. Ну это хорошо, да. Ну теперь что? Что интересное расскажешь? Có điều gì thú vị? Như chữ vô nó Ничего нового, интересно. Жить в вашем городе и каждый день много-много чего происходит. А говорит, что ничего нового, да? Да? А у тебя ничего нового? На телевидении, в газетах, в интернете так много пишут, где-то что-то случается, что-то, да? Em nói rằng là em không biết gì mới, mà tại sao trên báo chí rồi đài rồi trong internet là người ta cứ viết là mầm. Mọi người thì luôn luôn có cái gì mới đúng không? Thế còn mình lại không có cái gì mới đấy. Đó. Ôm mình nhá, ôm mình Đúng. nhá, ôm mình nhá, Cứ phiếu Cromia Tavos Sibot nhà đấy, Jarkabat đấy. Hơi hơi nóng một chút đúng không? Hơi nóng một chút. Kharosu Như giặc đấy, nhẹ 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 như giặc nhẹ đấy, khá là xíu. Nếu mà không có gì mới thì người ta sẽ nói u mình nhá, siêu postal, siêu postal, tất cả mọi thứ đều vẫn theo cái nhịp điệu cũ đúng không? Đó, siêu postal, sau đó cái chữ là postal, Postarum. postal là vẫn mọi thứ vẫn như cũ, siêu postal đấy, đấy, đấy. Khá là xíu. Ну, если ничего нового, ничего не случилось, это тоже хорошо, да? Nếu như không có cái gì mới hoặc không có cái điều gì xảy ra thì
đó cũng là cái điều tốt đấy. Dạ. Хорошо, тогда мы будем тогда учиться, хорошо, да? Хорошо. Будем обсуждать по урокам, да? Chúng ta sẽ thảo luận theo các bài học. Да, хорошо. Но в прошлый раз мы уже выучили текст, да? Что Сирпа написала письмо о преподавателю, да? Так. Ну и кто у нее родился? У него у нее родился дочка. Родилась дочка, да. У нее родилась дочка. Так, хорошо. И за кого она вышла замуж? Она вышла за за французского друга. Да, за французского друга, да? За французского друга. Так, и как она назвала свою дочку? Она назвала свою дочку Мари. Мари, да? И почему она так называла свою дочку? Почему она так называла? Она назвала свою дочку Мари, потому что так зовут как зовут ее? Свекров. Так зовут ее свекров, да? Да. Так, так зовут ее свекров. Так, хорошо. А когда она родилась, эта девочка? Когда эта девочка родилась? Девочка. Ага, девочка. Родилась. 25 декабря. Да, на Рождество, да? На. На Рождество. Так, хорошо. На кого эта девочка похожа? Эта девочка похожа на Сербия. На маму. Да? На маму. Да. Она похожа на свою маму. Свою маму. Да? Сейчас покажу. Вот. Да? Она похожа на свою маму, да? Mình tắt đi xuống đấy à anh ta khuôn sang với mà à khi mà thầy giáo nghe em nói thì thầy giáo sẽ đoán được ngay là cái ý em định nói cái gì à. Thậm chí là ví dụ kể cả những khi mình nghe người bản ngữ nói là người Nga nói thì mình đã đoán trước được là người ta định nói cái gì rồi, tức là cái cấu trúc câu của người ta sẽ như thế nào rồi đó. Đó là một cái kỹ năng của những người phiên dịch, những người mà làm phiên dịch dịch đuổi, những người dịch đuổi là người ta đã phải đoán trước cái cấu trúc câu mà cái người nói người ta định sử dụng. Thế và người ta đã đoán trước được là, thậm chí là kể cả như là đoán trước được là người ta định dùng cái từ gì. Đó. Đó là khi mà cái kỹ năng ngôn ngữ của mình tốt thì mình đoán trước được ý nghĩ và đoán trước được cái cấu trúc câu người ta định sử dụng, cũng như là đoán trước được cái từ người ta định sử dụng. Đó. Cho nên là rất nhiều người ở trong khi mà các em nghe nói thế thì các em tưởng đó là điều viễn tưởng, nhưng trên thực tế thì đó là một cái phản xạ bình thường, hoàn toàn bình thường thôi. Bởi vì là khi cái người bản ngữ nói hoặc là khi thầy giáo nghe em nói thì thầy giáo đã nhắc trước cho em cái từ mà em định nói rồi, đúng không? Được. Đó, thì vậy thì đó là cái kỹ năng, cái kỹ năng nói mà nó được hình thành. Cái kỹ năng này nó được hình thành trong cái quá trình mình sử dụng ngôn ngữ. Đó. Cho nên là đấy là cái cũng là một cái hướng mà các em cần cần phải hướng tới, tức là gì, là mình phải biết thành lập cái mẫu câu, cái cấu trúc câu nó giống như trong cái cấu trúc câu của người bản ngữ người ta nói đấy. Đó, ta хорошо. Thế ví dụ như cái câu này chẳng hạn, đó em lung túng trong khi em nói là она похожа на кого, đúng không? Đầu tiên thì em không biết sử dụng như nào, thì em định là sử dụng là cho giống cô ta, là giống cái tên Sirpu, đúng không? Nó Sirpu, đúng không?
À, như Sipa thì mới hiểu đó là mẹ của đứa bé đúng không? Mẹ của đứa bé thì nó phải là Namamu đúng không? Namamu. Nhưng mà Namamu thì lúc đó là mình phải sử dụng cái cấu trúc là gì? Svayu mà đúng không? À, lẽ dĩ nhiên cái đứa đứa trẻ con thì nó phải giống mẹ của mình chứ đúng không? À, Svayu có nghĩa là của mình. Đó, thế vậy chúng ta sẽ nói như vậy. Yapakuzana Svayu mà. Anapakuzana Svayu mà. Так, хорошо. А где живут родители Мишеля? Они живут недалеко от детей. Своих От детей. своих детей đúng không? Đó thì câu đó thì là chúng ta đã hôm qua chúng ta đã nói rồi đúng không? À, chúng ta phải nhớ là gì, cố gắng em hiện em đang đang lúng túng trong cách sử dụng từ svoi đúng không? Svoi svai svaya đó, em hơi lúng túng trong cái việc sử dụng cái từ đó đúng không? À, ani cái từ svoi svai sử dụng luôn luôn đúng, thông thường là đúng. Bởi vì sao? Nó là nó chỉ luôn là cái sự sở hữu của cái chủ thể đó. Ani zhivut nedaleko at svoikh detchei. Thế vậy thì cái svoikh này nó liên quan đến cái từ ani đúng không? Nó là của họ đúng không? Của họ đó. Đây. Хорошо. И чем они занимаются? А эти родители? Papa Uzen viết gì? Chắc À. ông À, nội được không? Đó. Thế bây giờ chia mà như duy mãi xả thì chúng ta lúc đó thì em sẽ lúng túng ở chỗ nào, em lúng túng ở chỗ nào, bây giờ chúng ta tìm cái hướng để giải quyết. chủ chủ ngữ À, được không? Chủ ngữ, em bây giờ em phải gọi chủ ngữ là như thế nào đúng không? À, đấy. thế thì bây giờ chia mà như duy mãi xả đấy. À, thì bây giờ chúng ta có thể chỉ đó là gì, đó là Yevo Papa, Vô papa à đúng không? à. Hoặc là Yeo Sivikora đấy, Sivikora, Sivikora, à đúng không? Có hai hướng, em có thể nói là Yeo Papa hoặc là Yeo Sivikora đấy, hoặc là bố của anh ấy hoặc là bố chồng của cô ấy đúng không? Đó, em có thể dùng dùng cái cách như thế này. Đó, vậy thì em chỉ dùng cái từ nào để dùng? Khi mà chúng ta lựa chọn được cái chủ thể rồi thì lúc đó ta sẽ nói tốt hơn đúng không? Đấy. À, vậy thì em sử dụng cái cấu trúc nào thì tùy em nói thế nào cũng được. Nó Vô Yevu Papa đấy, papa Yevu Papa, Uzena Pesi Uzena Pinsi, đã, Uzena Pinsi, đã, à, à, Evo Yevu Mama, Imama Isuara Ishirabote đấy. Bote Ishirabote. Так, хорошо. А сколько им лет? Evo mama À, nếu mà muốn tốc 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 như vậy là gì? À, nếu mà nói tuổi thì em phải nói cách ba đúng không? Phải là ma mẹ. À, đúng không? da 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 Dạ. ma mẹ Evo À, ma mẹ ma mẹ. Pisat đi biết liệt xa đấy. liệt Pisat biết liệt. Dạ. À, Yevu mai Pa. Dạ. Evo ba mẹ À ta ta Starship. sẽ Dạ, Starship. ta sẽ bay bay ấy Jenny, Jenny, ma đó, Jenny Jenny, đúng không? ta Đấy, đấy, cái ta lúng sẽ túng là bay chỉ cái quan Jenny hệ đúng đã không? biết Yevo ta phải nói gì? Yevo pa 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 không phải là pa pi đúng không? Yevo pa pa Evo Starship đấy, papa Starship đấy, bởi vì ta đã dùng chủ thể mà đúng không? Dùng chủ thể cách một mà đúng không? Đó, à. Yevo pa pa Starship, à, Yevo mami đấy, mami. À, nhiều tuổi Evo hơn nhiều bao nhiêu, nhiều hơn bao nhiêu ở cách 2 đúng không? À, Yevo Papa Stasi Yevo Mama ấy là mami dĩ xuất liệt đấy, là dĩ xuất liệt. Ừ, đúng không? Thế và ta sẽ nói là Znachit, Znachit, à, có nghĩa là, đúng không? Có nghĩa là Znachit, Znachit. Evo À, papa liệt ở đây chúng ta cần nhắc lại Papa nữa. À, à chúng ta sẽ nói là gì? United Znachit Evo Yemu đấy, emu emu Yemu United Uje đấy, Uje. Шестьдесят пять лет, да? Значит, ему уже 65 лет. Хорошо. Чем занимается Сирпа в свободное время? а
Xin chào, Anna nhớ robot Tatamusto Univo маленькая дочка. У нее маленькая дочка, да? Да. У нее маленькая дочка. Но в свободное время что она делает? У нее есть свободное время? Есть. Есть? Есть ли? Если у него Есть свободное время. свободное время мини, то она хотела изучать языки. Языки, да. Да. Это в ее планах, да? Это в дальнейшем, да. Хорошо. Сирпа, не забыла русский язык? Нет, она не забыла, Она не забыла, да? Не забыла. Не забыла русский язык, да. И что она делала в свободное время? Помогает Брату, да? Брату. Брату. Мишеля, да? Брату Мишеля, да? Брату Мишеля. А Мишеля, да. Она помогает брату Мишеля, да. А как его зовут? Брата Мишеля? Его зовут Жан. Его зовут Жан. Хорошо. И где он учится? Он учится в университете. В университете, да? Да, университет. Он учится в университете. В университете, да? В университете. Да, он учится в университете. Хорошо. А что он учит? Что он учит? Он учит русский язык. Русский язык, да. И Сипа его помогает? Да, и Сипа его помогает. Да, и Сипа помогает. Хорошо. А как она помогает его, а ему? Она с ним помогает ему переводить текст. Переводить тексты, да? Переводить тексты. Объяснять слова. А объясняет новые слова, да? Новые слова. Да. И что тогда? Но. Я забыл. А. Да. Объясняет новые слова и объясняет грамматику, да? Да. Объясняет грамматику, да? Грамматику. Ну так, мы можем выдумывать, это не обязательно по тексту. Да, как да. Как человек может учить, да? Как человек может помогать? Это что? Объясняет на значение слов, объясняет грамматику, помогает читать тексты, помогает переводить тексты, да? Помогает писать по-русски. Какие-то сочинения, например, да? Так, хорошо. Хорошо. Да. Так, и какие у Сирпы планы на будущее? Какие планы на будущее? На будущее времени. Какие у нее планы на будущее у Сирпы, да? Сирпы, да? Когда она не но, да? Какие планы на будущее у Сирпы? Сирпа будет работать экскурсоводом, да? Экскурсоводом, да. Экскурсоводом. Изучать языки, да. Да. Изучать языки. Это когда будет?
Когда она будет изучать языки? Это Через два 2 года. Через 2 года, да. года. Это через 2 года, да? И что будет через 2 года? Через 2 года các đá uni vô Дочка. đốt Дочка. cá Пойдет. пойдет в детский сад. В детский сад, да? Вот. Значит, у нее такие планы. Да? Она sẽ nói là у нее такие планы. Vô các Họ cô plan gì ấy có những có kế hoạch như thế này đúng không? Cô ấy có cái kế hoạch như thế này. Đấy. Через 2 года, Да, через через два года, 2 года, как когда ее дочка пойдет в школу, в садик, да, в садик. Да, мы говорим в садик, да. Chúng ta sẽ diễn giải như sau nhé, diễn giải như sau. Quan trọng đối với em là từ ngữ thì biết nhưng mà xây dựng nên câu thì khó đúng không? Đó, cho nên là chúng ta phải học cái cách cách để người ta xây dựng câu. Unyo đấy, unyo taki plany na budushe đấy. Chúng ta diễn giải là như vậy đúng không? Unyo taki plany na budushe. Cô ấy có những cái kế hoạch như thế này cho tương lai đúng không? Đấy, chúng ta sẽ nói như vậy đấy. Unyo taki plany na budushe đấy. Thế em cũng tương tự như vậy. Đây là những cái cấu trúc câu mà chúng ta cần phải học để chúng ta có thể nói được đúng không? Thế ví dụ bây giờ những người mà giao lưu tiếng Nga với em, người ta sẽ hỏi em đấy, hoặc là kể cả đi phỏng vấn. Какие у вас планы на будущее? Какие планы у вас планы на будущее? Đấy, thì em sẽ trả lời. У меня такие планы, да. У меня такие планы, да. Đúng không? У меня такие планы на будущее. У меня такие планы на воскресенье. Tôi có những cái kế hoạch như thế này vào ngày chủ nhật này, đúng không? Đó. Những người trình bày đúng không? Hoặc là на завтра. Chúng ta sẽ muốn nói на будущее, chúng ta nói на завтра, да? На завтра, да? У меня такие планы на завтра, да? Ребята, у меня такие планы на завтра. Các bạn ạ, hôm nay tôi có cái kế hoạch như thế này cho ngày mai này, đúng không? Conferencia Đấy. na conferencia Đã, na đã, đã. conferencia Na conferencia, đấy. Na conferencia. đấy Так, ví dụ chúng ta sẽ mô tả nhé. Ну вот, значит, завтра у нас выходной, у меня такие планы. Đấy. Завтра утром мы пойдем в Макдональд, да? Сáng mai chúng ta sẽ đi đi ăn ở Макдональд này. Потом мы поедем или потом мы пойдем гулять на озеро, да? Sau đó chúng tôi ra hồ chơi này, ra bờ hồ chơi này, đúng không? Đó. Потом мы поедем в Văn Miếu, например, да? Sau đó thì chúng ta sẽ đi Văn Miếu này. И в конце, tức là về cuối buổi thì Phải dùng bờ restaurant. Мы пойдем в ресторан, да? Покушать, да? Вот, какой-нибудь ресторан. Вот это значит, это называется планы, да? Да. Вот. Так, значит, у нее такие планы на будущее, да? Когда? Через 2 года, мы раз иной. Через. Через. Nói về thời gian через 2 года, да? Sau 2 năm nữa, đúng không? Через 2 года. Когда? Cụ thể hơn. Когда ее дочка Yêu tốt cả пойдет, пойдет, пойдет có nghĩa là sẽ đi. Đây là gì? Động từ chia ở thì tương lai đơn. Pajot, sạch dịch đúng không? Pajot sạch dịch. Đó. Khi mà con gái của cô ấy bắt đầu đi nhà trẻ. Anna, опять. Будет работать. Она будет работать экскурсоводом, да? Экскурсоводом. Đấy. Thế thế này có nghĩa là gì? Tại sao có cái từ apiat ở đây? Apiat có nghĩa là cô ấy sẽ lại làm đúng không? lại lại Có nghĩa là gì? để Là cô lại ấy đã làm cái nghề này trước đây rồi đúng không? Trước đây cô cũng làm cái nghề này rồi, cho nên bây giờ do là cô ấy sinh con cho nên là cô ấy không làm được. Thế như vậy bao giờ con cô ấy đi nhà trẻ thì cô ấy lại apiat bu jet robot tại school đấy, lại lại tiếp tục làm cô gì đây, làm hướng dẫn viên du lịch nữa đấy. Đã экскурсоводом, изучать, да, изучать языки. Những cái người mà hướng dẫn viên du lịch cần biết rất nhiều ngôn ngữ thôi. Đó. Vậy thì cô lại tiếp tục là она опять будет работать экскурсоводом, изучать языки. И và gì nữa? Và
Заниматься спортом, да? А, да, да, да. Заниматься спортом. Да. И заниматься спортом, да? Так. Ну вот это значит ее планы на будущее. Ну вот значит только что мы повторили текст, да? Вы rồi chúng ta đã nhắc lại toàn bộ nội dung của bài đọc. Thế như vậy là cái nội dung này chúng ta cần em cần phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại trong đầu, thường thường như vậy đúng không? Do là vấn đề ở chỗ là trong cái quá trình nói mà chúng ta tự nói tự nghĩ trong đầu ấy, thì nó sẽ dừng lại. Cái bộ não nó khi nó gặp một cái từ khó này sẽ dừng lại. Nó sẽ không làm việc nữa, đúng không? Nó tạo thành một cái gọi là một cái chỗ ngắc ngứ, mình gọi là chỗ ngắc ngứ. Và cái bộ não sẽ thông thường ấy là cái bộ não thứ nhất là có thể là do nó lười. Cái thứ hai là do nó không đủ ý chí là nó sẽ bỏ, nó không nói nữa. Đó, ví dụ em cần nói trong đầu cái câu là chiết và gỗ đã cách đây yêu đôi cặp vợ садик. Она опять будет работать экскурсоводом, изучать языки и заниматься спортом. Đó, em cần phải nói một cái câu rất dài như thế trong đầu mà nói thường xuyên. Có thể là em không nói thành lời nhưng mà em nghĩ ở trong đầu, đúng không? Đó. Thế bây giờ đến cái từ, ví dụ đến cái từ này nó khó chẳng hạn là nó bỏ luôn, nó dừng lại, xong rồi bắt đầu nó bảo nó mệt rồi, nó chán rồi, không nói nữa. Thế vậy thì để hỗ trợ nó ấy, là em phải cầm lấy cái bút tờ giấy, em viết nó ra nhé. Viết nó ra thì lúc đó là nó có điểm tựa, nó sẽ lại nói tiếp nhé. Đó. Nhé. Đấy, cho nên là đối với người học ngoại ngữ thì cái việc nhắc lại thường xuyên cái kiến thức cũ ở trong đầu là một cái rất cần thiết, nhưng mà phải có cái hỗ trợ là gì, có cây bút và tờ giấy. Đó, chúng ta viết tờ giấy, những cái mảnh giấy nhỏ nhỏ hàng ngày. Thầy giáo hay có thói quen là gì, buổi sáng bao giờ ông xé một tờ lịch, cái tờ lịch đấy thầy giáo gấp gọn lại để trên bàn, và trong cái ngày hôm đó tất cả những cái gì mà liên quan đến ngôn ngữ là mình viết ra cái tờ giấy đó. Đó, đến cuối buổi mà chúng ta thấy những cái đó là chỉ là cái kiến thức cũ thôi thì chúng ta có thể là cái tờ giấy đó chúng ta bỏ đi, bỏ thùng rác. Đó, thế còn những nó có liên quan kiến thức mới chẳng hạn, cái tờ giấy nó xếp lại, xong sau đó sau ví dụ là một thời gian độ khoảng 20 tờ rồi hoặc là 25 tờ rồi khoảng ý, thì đóng lại thành một cái quyển. Đó, lúc đó là mình thỉnh thoảng mình dở ra mình xem này, nó đỡ ngại em chưa, tức là gì, mình không phải dở sách giáo khoa, mình không phải dở điện thoại, không phải dở internet, mà nó có sẵn trên những cái tờ giấy của mình rồi, mình chỉ cần cầm thôi. Những cái tờ giấy vứt đi lúc nào cũng được đúng không, nhưng để nó thì nó là cái kiến thức của mình. Đó, cho nên là em cũng nên hình thành cái thói quen như vậy, nó cái thói quen rất là tốt. Đó. Ví dụ như là thầy giáo thì đối với tiếng Nga thì bây giờ mình ít hơn, tiếng Nga thì hầu như là rất ít, thỉnh thoảng gặp từ mới thì mình thích nghiên cứu thì mình viết ra hoặc là mình lưu lại. Thế còn đa phần là thầy giáo hay làm việc như thế với cái môn tiếng Anh. Đó, môn tiếng Anh thì mình đang rất là tích cực mình phát triển cái kiến thức ngôn ngữ của mình về môn tiếng Anh, bởi vì là mình muốn cái môn tiếng Anh thì nó cũng phải ít dạng phải được hoàn hảo ở độ khoảng 8/10 như so với môn tiếng Nga của mình. Đó. Đã khá là sợ. Như vậy là vừa rồi là chúng ta đã ôn lại cái phần kiến thức cũ. Ôn lại kiến thức cũ là một cái phần rất quan trọng đó trong học ngoại ngữ, cho nên là chúng ta cần phải làm cái thứ thường xuyên. Đó. Đã khá là sợ. Bây giờ chúng ta sẽ tham khảo kiến thức mới của ngày hôm nay. Đó là cái phần kiến thức cách 4. Ở đây là cách 4. Nhắc lại thì chính xác hơn. Để em một phút. Em đang lấy đồ. Tả như vậy là trong cái kiến thức mới của ngày hôm nay đó là chúng ta xem ôn lại thì đúng chính xác hơn, đó là kiến thức ở cách 4 đúng không? Cách 4. Cách 4 là gì? Ở đây nếu chúng ta xem cái bảng đầu tiên là cái bảng là cái bảng 1 này nó là bất động vật. Danh từ bất động vật. Đó, danh từ bất động vật chúng ta nhìn thấy là paratriet là cái chân bức chân dung này. Zdanie là ngôi nhà. Đây là gì? Đây là giống đực đúng không? Đây là giống đực. Đây là giống chung. Thì nó vẫn giữ nguyên như vậy. Vẫn giữ nguyên như vậy đúng không? Giống đực, giống chung vẫn giữ nguyên như vậy. Đó. Thế và đây là số nhiều này, staly thì vẫn là staly. Okna thì vẫn là okna và knyigi vẫn là knyigi. Mặc dù đây là giống đực. Đây là giống đực. Đây là giống chung, đây là giống cái đúng không? Đó. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì nào? Cách 4 chỉ bất động vật số nhiều. Giống được giống cái giống chung vẫn giữ nguyên, không thay đổi đúng không? Không hoàn toàn không thay đổi. Cái thứ hai nữa là gì? Cách 4 giống đực và giống chung số ít cũng giữ nguyên không thay đổi. Duy nhất chỉ có là gì? Chỉ có danh từ giống cái đúng không? Danh từ giống cái ở đây là có thay đổi. Có sự thay đổi. Đó là scola thì thành scolu đúng không? Auditoria thành auditoriu. Đó, và ploset. Ploset thì là số ít giống cái nhưng mà có dấu mềm thì nó vẫn giữ nguyên. Đó, chúng ta lưu ý là như vậy. Đó. Thế chỉ có điều là ở đây là gì nào, chúng ta nhìn thấy là a thành u và ia thành u. Đó, duy nhất
Đó, thế đó là về cái danh từ bất động vật. Thế còn đối với danh từ chỉ động vật thì danh từ giống đực thì có thêm đuôi a hoặc là ia. Đấy, a hoặc là ia. Danh từ giống cái thì cũng tương tự, biến đổi tương tự như là danh từ bất động vật. A thành u, ia thành iu và dấu mềm vẫn giữ nguyên. Thế còn đối với các danh từ số nhiều chỉ động vật, chỉ động vật thì chúng ta nhìn thấy đó là studien tươi thành studien tập, đúng không? Vrachi thành vrache, vrache. Đó. Thế và đối với danh từ giống cái thì nó sẽ mất chữ a thôi. Padruga thành padruk. Đó. Padruk. Đó, đây là số 0, không có gì cả. Đó. Thế vậy thì đó là người ta nhắc chúng ta ôn lại cái phần danh từ ở cách 4. Danh từ cách 4. Đó, chỉ có nhớ là chúng ta nhớ là cái đuôi số nhiều là ốp và ye. Và giống cái Ừ. là mất. Ừ. Giống cái là mất cái chữ a đi. Đó. Thế bây giờ chúng Ừ. ta xem đối với tính từ. Tính từ thì sao? Tính từ thì đối với danh từ giống đực và giống chung, do là nó không thay đổi cho nên là nó vẫn giữ nguyên như vậy, nó chả có khác gì cả. Số nhiều cũng vậy, số nhiều thì nó cũng không thay đổi cho nên là nó vẫn như vậy. Ví dụ như là cách 1 nó là crassivuye thì sang cách 4 nó vẫn là crassivuye. Đấy, đối với những danh từ chỉ bất động vật. Đối với giống cái thì có đuôi i u u và i u u, đó có hai dạng đuôi như vậy. Đấy. Yavizu krasivu diệu sụp. Tôi nhìn thấy một cô gái đẹp đấy. Hoặc là Yavizu sinu yu pichitsu. Tôi nhìn thấy một một con chim màu xanh đấy. Chấm màu xanh. Tạ. Đối với các danh từ chỉ động vật thì nó như thế nào? Danh từ chỉ động vật thì là gọi là chỉ động vật thì đối với danh từ nó chỉ có hai dạng thôi, hoặc là giống đực và giống cái, hoặc là giống cái, đúng không? Đó. Danh từ chỉ bất động vật thì nó mới có giống chung. Đó, tất nhiên là nó cũng có một số ngoại lệ, có danh từ chỉ người nhưng mà nó là ở giống chung, đó là cái từ di chùa. Đi chùa là một em bé đó, thế nhưng mà chúng ta ít gặp cái trường hợp đó. Lúc đó nó biến đổi như là một danh từ chỉ động vật và ở giống chung. Đấy. Như vậy là cái chúng ta có từ interior sẽ thành là interior never. Đấy, interior never. Đấy. Starship thành star server. Starshaver đấy. Đó, giống cái như là UU và UU như là danh từ chỉ bất động vật. Thế còn đối với số nhiều thì nó có hai đuôi, hai dạng đuôi là ich và ức, Novich và Amerikanski đấy. Đó, các hai dạng đuôi. Thế đó là cái cách mà người ta nhắc lại với chúng ta. Thế bây giờ nói nôm na như thế này. Thế bảo bây giờ mới là cách 4, nó đã nhiều cái dạng đuôi như thế này, nó lủng củng như thế này đúng không? Thế còn các dạng khác thì sao? Nó còn có cách 2, cách 3, cách 5, cách 6 nữa đúng không? Làm nào nhớ được? Chúng ta chỉ có thể là rèn luyện nhiều thôi. Nó càng nói nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu đúng không? Đó. Nếu muốn như thế thì chúng ta nói nó quen mồm thôi. Ví dụ như là khi thầy giáo nói cũng thế, hoặc là ngay bản thân người bản ngữ nói cũng thế. Người ta nói người ta có bao giờ để ý cách 2, cách 3, cách 4, cách 5 đâu, chả bao giờ. Chẳng qua là người ta nói nó quen mồm thôi. Thì là quen thế thôi. Đó. Thế bây giờ chúng ta cũng thử nhé. Các cô check vị nào rồi kìa. Các cô chèque vị trí tali nào rồi kìa, sử dụng những từ ở bên tay phải này. Nào rồi kìa, nào rồi kìa. Nào ruột kia giá Mới, chi mới, mới mới chỉ ta mới lý. chi tan lý từ từ rút từ rút Rút người lì. Đấy. No. no interest người Trudny i no interest này. Checks. Đấy. Trudny i interest này. Checks. Đấy. Так, хорошо. На кого похож ваш сын? мой 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 сын сын. похож на старшего брата На моего, да? На моего. на На моего моего старшего старшего брата, да? Брата. брата Брата, да? Мой брата сын похож на моего старшего брата, да? За кого вышла замуж твоя сестра? моя сестра вышла замуж за нашего Рв. старого друга. Да. Мой, моя сестра вышла замуж за нашего старого друга, да? Да. Так, хорошо. Какие студенты вы видели на выставке?
Na Na Vustakia Inastranov На выставке, на выставке я видел. Мы Мы видели, видели да. иностранных Ных, иностранных студентов. студентов. Да, иностранных студентов, да. À, em cần phải nói nhiều lần nữa, đúng không? À, cái bài này như thế này làm xong, sau đó lúc nào rỗi thì em lại ngồi em làm lại, đúng không? Em làm lại để làm gì? Em biết hết rồi nhưng mà em làm lại em nói để cho nó quen mồm, đúng không? Đó. На выставке я видел, hoặc là мы видели иностранных студентов. Да, хорошо. Какую музыку вы любите? Я люблю классическую Классическую, да? Классическую. музыку. Да, классическую музыку, да? Вот. Какого артиста вы встретили на улице? На улице мы встретили Известного, известного, да, артиста. Ого, известного, известного, популярного, популярного популярного артиста, артиста. да? Известного, популярного артиста, да? À, cái tốc độ nói của thầy giáo nó nhanh hơn cái tốc độ nói của em, nó khoảng khoảng 5 lần, đúng không? 5 lần. Đấy. Известного, да? Известного, популярного. Thế tại sao như vậy? Bởi vì sao thầy giáo nói nó quen rồi. Quen rồi, đúng không? À, thì vậy thì em muốn nói được. Nếu mà nó không nói được nhanh gấp 5 lần như thế, ít ra cũng phải nhanh gấp 3 lần như vậy. Thì em cần phải nhắc đi nhắc lại cái từ này nhiều lần. Em nhắc lại, đến bao giờ em nói được nhanh như thế thì thôi. Đó, đúng không? Em đọc đúng mà. Em nếu em đọc chậm em đọc rất đúng. Известного, đấy. Популярного, đấy. Thế vậy thì tại sao ta nói chậm? Bởi vì ta nói chưa quen. À, nói để cho cái mồm, cái lưỡi nó dẻo, đúng không? Lưỡi nó dẻo. À, известный này. À. Thì em biết là em biết là tất cả những cái phát thanh viên ấy, phát thanh viên của đài truyền hình Nga ấy, à, nó có một cái bài luyện tập mỗi buổi sáng, là chúng nó phải ngồi nó luyện tập cái bài đó, chứ không phải là nó cứ ngồi nó nói được ngay đâu, đúng không? Em biết cái bài luyện tập đó của các phát thanh viên của Nga không, đúng không? Đó, cái bài Không đó không nó gồm có những cái từ mà nó nói, nếu mà mình nói nó líu hết cả lưỡi vào đó. Thế bắt đầu nó ngồi nó nói rất dài, nó nói dài lắm ấy. Cái tờ nó phải bằng gấp rưỡi cái trang A4 ấy, mà nó còn phải nói thuộc lòng cơ. À, tất nhiên là nó ngồi nó có thể nhìn trên màn hình nó đọc, đúng không? Nhưng mà nó nói liên tục như thế để làm gì? Cho nó dẻo mồm, đúng không? Nó dẻo lưỡi, sau đó nó mới đi đi vào làm việc. À, đó là cái mà thông thường ấy thì chúng nó phải luyện tập thường xuyên như vậy đó. Thế thì mình cũng vậy thôi. À, nhiều người cứ học chữ, học từ mới thì không muốn học nhưng mà lại muốn hiểu người ta nói. À, nhiều người hỏi mình thế làm thế nào để hiểu người ta nói, và em đã học từ mới nhiều chưa? Chưa, thế thì em học từ mới trước đi, đúng không? Đó, thì ta cứ nói là gì? Dạ. Chúng ta không phải thầy bói để mà đoán được là người ta nói cái từ gì, đúng không? Có bói được ra đâu, phải học chứ. Đó. Thế còn bây giờ nói, muốn nói được nhanh được thì chúng ta phải rèn luyện. Đấy. Nhớ nhé, em phải cố gắng rèn luyện nhiều lần. Nếu như một ngày mà em chưa rèn luyện được nói được 2 3 4 lần thì em cứ coi như là cái nhiệm vụ của ngày hôm đó em chưa hoàn thành. Đó, đúng không? À, và đừng để sang ngày hôm sau, cố gắng nói nhiều, nói luôn. Ví dụ cái bài này này, trong ngày hôm nay em phải đọc được ít ra phải 2 3 lần nhé, 2 3 lần. Mà càng nhiều hơn càng tốt, 4 5 lần càng tốt, đúng không? Đó. À, какого артиста вы встретили на улице? Я вижу, hoặc là я встретил на улице известного популярного артиста. Да? Какое здание построили на вашей улице? На нашей На нашей улице улице построили? построили Построили, да. высокое Высокое, современное, 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 современное современное, да. Современное. современное Менное, да. Здание. здание. Здание, да? Да. Высокое. А, em nghe thấy tại sao người ta nói nhanh? Bởi vì sao? Những cái âm mà không có âm tiết ấy, người ta nói rất ngắn, đúng không? Высокое. Высокое. Современное. 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 Đó. Cái gọi cái từ men này thì ta nói thậm chí còn dài hơn
cả hai cái âm này gộp lại đúng không? Современные. Đấy. À, Современные. высокое здание. Đó. Chính vì vậy cho nên người ta nói nó mới nhanh. Đó. Каких друзей вы пригласили в гости? Каких друзей вы пригласили в гости? В гости, в гости, в гости. Мы пригласили. Моих. Моих. Старых друзей. Друзей, да. Мы пригласили в гости моих старых друзей. Какие фильмы вы любите? Мы любим. Мы любим. Музыкальные. Музыкальные. Музыкальные, да? А, фильмы. Музыкальные. Фильмы. Да, không thay đổi mà. Музыкальные фильмы, да? Хорошо. А куда вы поедете отдыхать в этом году? В этом году мы поедем. Мы поедем. Ага. Поедем поедем отдыхать. Phải có giấy từ phờ đúng không? Đọc là vờ nhé. Viết là vờ nhưng đọc là phờ. Sret nhu yu. Nhu yu. Sret nhu yu. A ziu. Sret nhu yu. A ziu. Sret nhu yu. Sret nhu yu. Sret nhu yu. Từ này khó. Nó khó đọc như vậy thì em sẽ hỏi. Thế thầy đọc như thế nào? Sret nhu yu. Ta đọc. Sret. 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 Nhu. Sret nhu yu. Nhu yu. Sret nhu yu. Sret nhu yu. A ziu. Đấy. Sret nhu yu. A ziu. Ta khá rất show. Ta như vậy là cái bài này để thầy giáo nhắc lại là để em hoàn thành được nhiệm vụ thì là em phải nhắc lại 4-5 lần nhé. Cứ nhìn này xong mình nói thôi đúng không? Đấy. Да. Nhìn xong nói. Да. Так, хорошо. Моя сестра назвала сына Билли. А какой вопрос тут? Моя сестра назвала сына Билли. А как кто называл? Нет, кто? Нет. Ой, кто же? А, моя сестра назвала сына Билли. Да. Назвала сына. Em nhé, сын. Как твоя сестра назвала сына? Как твоя сестра назвала сына? Да? А, да. Em đi đến cơ quan. Bạn đồng nghiệp nói, у меня сегодня сын родился. Hôm nay bọn tớ đẻ con trai đấy. À, thì em sẽ hỏi như nào? Em sẽ hỏi. Как вы будете его называть, да? Как вы будете его называть? Vậy thì khi mà em muốn đặt một cái câu hỏi như vậy đúng không? Bây giờ có một bạn người Nga, bạn ở công ty đúng không? Bạn bảo сегодня у нас сын родился. À thì em sẽ quan tâm em muốn hỏi là thế các bạn đặt tên nó là gì đúng không? À em cấu tạo câu rất là lâu đúng không? Cấu tạo câu rất là lâu, cấu tạo mãi chả được. Câu cấu tạo mãi không được mình không hỏi được nữa. Vậy thì chúng ta có một cái mẫu câu sẵn là gì? Các вы будете его называть? Как вы будете? Будете tại sao là gì? Là các bạn sẽ đặt tên nó là gì? Hiện nay chưa đặt đúng không? Chưa đặt tên, vừa mới đẻ xong nữa. À các вы будете его называть? Đấy. Как вы будете его называть là có nghĩa là gì? Là các bạn sẽ đặt tên con là gì đúng không? Đó, thế còn như cái câu này chẳng hạn thì không phải là vui. Không phải là vui đúng không? À không phải là vui cho nên là ở đây nó là gì? Sistra, vậy ta phải nói là các từ vai giả đúng không? Các từ vai giả. Các từ vai giả. Các từ vai sistra nazvala nazvala đấy, nazvala. Сын, đấy. Сын. À. Các từ vai sistra nazvala svoyego, hoặc là có thể nói svoyego đấy. Своего сына, đấy. À, em gái của cậu gọi tên con của nó, cô ấy là gì, đúng không? Đấy. My sister назвала сына Billy, đấy. Bill, Bill, đấy. Так, câu thứ hai, мою тетю зовут Наталья Павловна.
các Dạ. từ vai u Chiều chốt chiều. chiều ra vụ À, thế là đặt cái từ ra bút đằng trước nó dễ. Đấy. các ra vụ À, các ra vụ các ra từ bụt vai này. u Ra bụt. chốt chiều Đấy. À, các ra bụt. Từ vai yếu. Chiều chiều đấy. Các ra bụt từ vai đã chiều chiều. Đấy. Các ra bụt từ vai chiều chiều. Đã, khá là. Tiếp theo nè. À, Mayu chiều chiều ra bụt Natalia Pavlovna. Уже есть. Да, я похож на отца. Я похож на отца. Na nát sa à, nát sa các cô vô nhiệt 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 em lưu ý nhé, nếu mà có na ấy, nát sa ấy, nát sa thì ở đây này na cho người ta cho chúng ta là các gì, là a nát sa thì người ta đặt yêu cầu chúng ta đặt câu hỏi cho cái từ ắt sa đúng không, nó phải thiếu cái từ ắt sa. À, a chiết thì nó sẽ thay một cái từ gì, ca vô đúng không. vô Vậy ta sẽ nói là gì, nát ca vô đấy, na ca vô từ ý tứ ba từ khu Pakhus đấy, nó có một từ Pakhus đấy, à, nó có một từ Pakhus đó. Vậy thì ở đây em thấy là gì nào, em yếu về cái phần gì, phần đặt câu hỏi đúng không, yếu phần đặt câu hỏi, mà cái phần đặt câu hỏi yếu thì tất cả những ai học ngoại ngữ đều yếu cả, đều yếu. Bởi vì sao, à, đặt câu hỏi đó là một cái kỹ năng cơ bản đầu tiên, à, nếu như chúng ta muốn giao tiếp. Em vậy à, người ta cứ hay đi săn Tây bờ hồ, đi săn Tây bờ hồ không biết đặt câu hỏi sang cái gì. Đầu tiên trước khi mà các bạn muốn đi săn Tây bờ hồ ấy, chúng ta có cái từ đi săn Tây nghe rất hay đúng không? Đó, bởi vì sao các bạn rất ham muốn là muốn tìm được người bản ngữ để nói tiếng Anh à, đó. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là trước khi các bạn định đi săn Tây bờ hồ, các bạn phải có kiến thức để đặt câu hỏi đúng không? À, kỹ năng đặt câu hỏi. Các bạn hãy hãy học kỹ cái kỹ năng đặt câu hỏi đi đã. Chứ còn nếu mà các bạn ra đấy mà các bạn lại không biết đặt câu hỏi thì các bạn cứ lúng búng như như là gọi là ngậm nước trong miệng ấy, ngậm nước trong miệng đúng không? thì là các bạn sẽ không thể hỏi được cái gì cả, không thể giao tiếp được đúng không? Người ta sẽ đợi các bạn hỏi. Đó, bởi vì người ta được các bạn hỏi dừng dừng các bạn dừng người ta lại, người ta có biết là các bạn định làm gì đâu đúng không? Các bạn phải ra câu hỏi. Đấy, tương tự như vậy. Thế vậy thì nói như thế để làm gì? Nếu như chúng ta thấy rằng là chúng ta yếu về câu hỏi thì chúng ta phải học cách đặt câu hỏi đúng không? Học cách đặt câu hỏi thật nhiều. Đó. Như em chẳng hạn, em yếu về cách đặt câu hỏi. Vậy thì ta phải học cách đặt câu hỏi. Đấy. Đó. Thấy không? Phải học. Đó, bây giờ ta học có câu 4 này. Я смотрел новый французский фильм. Các coi phim Ly, đúng không? với Thế thôi. chia Thế thôi. À, vừa chia ra đây không có đâu. À, yes material novi Francuski film đấy. À, ta sẽ nói là gì? Các cuối phim thì các cuối post phim material đấy. Các cuối nó. Các cuối phim đấy. À, các cuối phim ti post material ti từ pa phát material ở đây là đúng không? Nó là đúng cái mà. Các cuối phim ti post material đấy. Đó. Thì vậy thì chúng ta nhìn thấy rút kinh nghiệm từ đấy ra chúng ta mới nhìn thấy là gì nào? Chúng ta nhìn thấy là gì? Để rút kinh nghiệm cho cái việc đặt câu hỏi. Ở đây chúng ta nhìn thấy là Novi Francuski film đấy. Novi Francuski film. Ở đây có nghĩa là tính từ. Em chưa? Thế mà câu hỏi của tính từ thì là ca cổi. Đó. Em chưa? Câu hỏi dành cho tính từ thì là ca cổi. Đó, vậy thì chúng ta muốn muốn hỏi về tính từ thì chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi ca cổi. Nhớ như vậy nhé. Đó. Em chỉ cần rút rút kinh nghiệm từ mấy câu ra là em hiểu ngay mà. Đấy. Tạc. À, câu tiếp theo của chúng ta Anna Vus la Zamus ra Italian sa. À. Ra ca bố À đúng Anna rồi, ra cavo đúng không? Ra cavo. Raka Đó. Ra Anna cavo Anna Vus la Zamus đấy. Tương tự như cái câu là na cavo ti pacos lúc nãy đúng không? Đó, để xoáy vào cái câu này. Đó, ra cavo. Đây là danh từ. Mà danh từ thì được thay bằng câu câu hỏi tổ đúng không? Câu tổ. Thế mà đứng sau ra thì nó phải là ra ca vồ đúng không? À, ra ca vồ đây là kênh 4 cơ tổ ở kênh 4 đúng không? Ở kênh 4. Tá. Хорошо. Вчера вечером я ходил на дискотеку. Куда ты Куда, đúng không? ходил À, куда ты ходил на вчера? бит
Tốt Đây là cú đa rồi thì chúng ta không sử dụng cái tất cả những cái từ à, hợp trong này đây nữa. đây 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 Cú đa thì khai không? đây Chia ra vị trí đúng. đây Cú đa thì khai không? Chia ra vị trí. Bởi vì cái tập hợp Najis cái chiếc cũng trả lời trong hỏi cú đa đúng. Đó. Subo tu mười sáu sáu liệu Opiru Yevgeny anh nhỉ gìn. À vậy thì ở đây chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho cái gì? Ok. Opiru đấy. Opiru. Opiru mà nó làm bổ ngữ trực tiếp cho động từ slusali đấy mà Sto, thì đây là sto, store đấy. Store tạ lusali, tạ à store với sto. subotu đấy subotu đây là đọc là Với slusali subotu đấy store với slusali subotu à các bạn nghe cái gì vào cái ngày thứ bảy nó мы пригласили на вечер немецких журналистов. À đấy câu hỏi sẽ phải là ở subotu. đây à câu hỏi này ở đây thì nó lại là bổ ngữ trực tiếp cho priglasili cavo đây là cavo à đúng không cavo à đúng không cavo thôi à cavo thì... nếu mà nó hỏi kakik journalist thì lúc đó chúng ta mới mới cần phải dùng câu hỏi kakik đúng không thế nhưng mà nó sẽ ẩn cả cái từ journalist đúng không chúng ta hỏi cavo cavo vi priglasili na vecera đấy Cabo. Đấy. Tá, хорошо. Мы ждали в аудитории нашего нового преподавателя. Мы Cá ждали в аудитории. cá cá vô từ stand với auditory À, cabo, cabo вы ждали, да? cá Cabo вы vô ждали, да? Cabo вы ждали в аудитории, да? À, đấy. Hoặc là chúng ta có thể câu hỏi là gì? Какого преподавателя вы ждали в аудитории? Какого? Да? Thì chúng ta trả лời. Нашего нового. Да? Нашего нового. Так? Đúng không? Да. Ну вот так, хорошо. Thế thì như vậy bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Người ta sẽ Đã. cho em nghỉ sớm một chút. Hôm nay là chủ nhật đúng không? Số. Đấy. Tạc. Thì chúng ta cũng vừa rồi cũng học xong cái kiến thức cũng là khá là quan trọng. Đó là gì? Đó là cách 4 đúng không? À, và đến đây vừa hết phần cách 4 thì sang hôm sau chúng ta sẽ học tiếp phần cách 3 để cho nó khỏi lẫn. Thì là chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Thế và như vậy là chúng ta sẽ có bài học vào hôm thứ ba đúng không? Bài học của hôm thứ ba thì thầy giáo thông báo luôn nên là hôm thứ ba thầy giáo hôm đó là thầy giáo phải đi ghi hình một cái chương trình hầu đồng. Người ta gọi là đi quay hầu đồng đấy. Đó, cho nên thứ ba các em sẽ nghỉ nhé. Thứ ba thầy giáo sẽ 1 2 3 4 hôm đó dạy 6 6 người cho 6 người nghỉ. Hôm đấy 6 em được có thể nghỉ. học nhóm 6 người này lại được. sáu bạn được nghỉ. À mới lại nhưng mà các bạn cũng nhiều bạn cũng hay lắm. Có bạn thì mải nấu ăn quên mất cả giờ học. À có nhiều bạn tuần vừa rồi ba một bạn thì mải mải làm, mải nấu ăn thì quên. Còn hai bạn thì ngủ quên. Hai bạn ngủ quên. Nhiều bạn hay lắm. Kiểu các bạn gần Hôm gần như là nào trẻ con ấy mà. lâu lâu học được vài tháng thầy tổ chức offline các bạn ấy. thực chất offline là offline chat chat room với thầy chat đấy, room tức là gom 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 hết lại 1 giờ được rồi. để giao lưu với thầy. mình thì mình chưa sử dụng phần mềm Zoom, chưa sử dụng bao giờ. Tất nhiên mình là dân vi tính mà. Cho nên là cái việc mà để làm việc với phần mềm thì nó cũng dễ rất dễ thôi, nhanh thôi. Cho nên Dễ lắm là thầy, mình cũng cái phải nghiên cứu. trên app ấy nó có sẵn cái đấy, chỉ việc đào về là bật lên thôi thầy. À cái phần mềm Zoom cái gì em? Vâng. Nó bây giờ nó thấy nó cũng có nhiều cái gọi là cái phần mềm nó sử dụng tương đương, ví dụ như là phần mềm của Microsoft hình như cũng có đấy. À thế rồi ngay kể cả như trong Skype này nó cũng cho phép là tạo phòng. Đúng rồi đúng rồi, tức Trong là Sky thầy thầy có thể tìm hiểu luôn ở Sky thì cũng được, mọi người đang học trên Sky đấy. đấy đấy nói chung là thực chất ra thì khi mà làm cái đấy thì mình phải xem là cái mục đích của nó để làm cái gì thế và người ta có hứng thú với cái việc đó hay không đó nó là quan trọng đấy thế rồi cũng có nhiều người bận chứ em nhiều người có thể là người lớn rồi người ta còn công việc còn gia đình còn con cái đó thế cho nên là cũng không phải là ai cũng thích ngồi trong Zoom mà đến khi mà mình tạo nên thì chỉ có một hai ba người thì nghe nó nhàm đó tạ хорошо ладно спасибо хорошего отдыха хорошего воскресенья да
Chúc em ngày nghỉ tốt lành nhé. Dạ. Dạ, spasibo. Nhắc lại em là thứ ba nghỉ nhé. Dạ. Dạ, spasibo. Paka desida nhé.